Bữa sáng của các nước trên thế giới có gì đặc sắc? Người Trung Quốc ăn sáng đơn giản bằng quẩy nóng và uống sữa đậu nành, còn dân Thổ Nhĩ Kỳ lại bày biện rất nhiều món trông như một bữa tiệc nhỏ. Đức, phong cách ăn sáng ở Đức rất đa dạng, có thể bao gồm thịt nguội, phô mai, bánh ngọt, bơ và mứt. Thụy Sĩ, họ thường bắt đầu ngày mới với món biche muesli, bao gồm yến mạch, ngũ cốc và trái cây. Ngoài ra, bữa ăn không thể thiếu sữa chua hoặc sữa tươi, Trung Quốc. Bữa sáng truyền thống của người Trung Quốc ở mỗi vùng miền lại có những đặc điểm riêng, nhưng đều là sự kết hợp của món quẩy nóng jiao tiao trong tiếng Trung Quốc và sữa đậu nành ấm. Dim sum và súp nóng cũng là một bữa ăn sáng phổ biến khác của người dân nước này. Australia. Người Australia ưa trượng pate Vegemite một loại thực phẩm đóng hộp nổi tiếng của Australia xuất hiện từ năm 1922, đến mức họ có thể ăn chúng hàng ngày. Bánh mì kẹp pate vegamai và thêm nhiều hoa quả chính là một bữa sáng ngon miệng dễ bắt gặp ở đất nước chuột túi. Indonesia Nasi goreng từng được chọn làm bữa ăn sáng ở Indonesia. Món ăn gồm cơm chiên, trứng ốp la ăn cùng với thịt hoặc hải sản. Brazil Bữa sáng của người Brazil là cà phê đặc và sữa ăn kèm với đĩa thức ăn gồm thịt răm bông, phô mai và bánh mì. Ngoài ra còn có thêm piaza, feijoada, súp nấu từ đậu đen và các loại thịt. Anh, bữa sáng kiểu anh điển hình bao gồm trứng chiên, xúc xích, đậu Hà Lan và thịt sông khói. Ấn Độ, mỗi vùng miền Ấn Độ lại có những điểm khác nhau trong bữa sáng. Tuy nhiên, một bữa sáng điển hình nhất vẫn là khay đồ ăn gồm tương ớt xoài và các loại bánh như dosa, roti hoặc idli. Israel. Người dân nơi đây rất yêu món sakuka truyền thống bao gồm trứng ốp la sống, nước sốt cà chua cay và bánh mì pita. Mexico Bữa ăn sáng đầu tiên trong ngày ở Mexico luôn thịnh soạn bao gồm các món phổ biến như chia và huevos rancheros, nấu từ trứng, cà chua, đậu, gạo, thêm vài lát bơ. Nếu chỉ cần ăn nhẹ nhàng, họ dùng bánh cuộn ngọt và uống tách cà phê. Nhật Bản Bữa ăn sáng truyền thống ở xứ sở mặt trời mọc gồm súp miso, cơm trắng, rau muối, cá và trứng tráng kiểu Nhật. Thổ Nhĩ Kỳ, người dân nước này rất xem trọng bữa ăn sáng. Điều này thể hiện ở sự đa dạng trong bữa ăn của họ, bao gồm bánh mì, phô mai, bơ, ô lưu, trứng, cà chua, dưa chuột, mứt, mật ong và rất nhiều món khác nữa. Người Thổ Nhĩ Kỳ thường có bữa ăn sáng đa dạng với bánh mì, phô mai, bơ, dầu ô lưu, trứng, cà chua, dưa chuột, răm bông, mật ong và kem ca mắc. Ngoài ra, họ còn ăn thêm su cát, xúc xích cay và trà thổ những kỳ. Bồ đào nha, bánh sừng bò là món ăn thường được lựa chọn hoặc bánh mì với mứt và phô mai, tất nhiên không thể thiếu cà phê. Hàn Quốc, bữa sáng của người Hàn Quốc trông khá giống với bữa tối, nó bao gồm cơm, súp kim chi, một chút cá hoặc thịt bò, đồ ăn còn lại từ bữa tối hôm trước được giữ và làm nóng lại. Mỹ bữa sáng ở mỹ khá đa dạng khác nhau theo từng vùng nhưng được lựa chọn nhiều nhất vẫn gồm các món như trứng thịt sông khói và bánh mì nướng jamaica aki là một loại quả trông giống trứng khi đã nấu xong đồng thời là đồ ăn sáng ưa thích của người jamaica bạn có thể ăn kèm với chuối cam muối và sake nga bánh mì nướng siniki là món ăn truyền thống được yêu thích ở nga bột yến mạch nóng và bánh mì lúa mạch đen cũng khá được ưa chuộng